Thầy chào mừng các con đã quay trở lại với Blue English, kênh hướng dẫn các con học ở nhà. Hôm nay thầy hướng dẫn tiếp tục các con hướng dẫn về Unit 3, What day is it today? Lesson 3. Trước hết con nhìn vào một listen and repeat. Ở đây chúng ta thấy có các cụm chữ cái I are, you are, e are. Cụm chữ cái I are trong từ first được phát âm như thế nào? Cụm chữ cái you are trong từ Thursday. Cụm chữ cái e are trong từ her được phát âm như thế nào? Mời con chúng ta lắng nghe. Page 22, Lesson 3, Activity 1, Listen and Repeat. First. My birthday is on the 1st of July. Thursday. I have English on Thursdays. Her. Mr. Locke is her English teacher. Okay. Như vậy các cụm chữ cái I are, you are, e are đều được phát âm là gần giống như chữ ơ trong tiếng Việt. First. My birthday is on the 3rd of July. Thursday. I have English on Thursday. Her. Mr. Locke is her English teacher. Mời con chúng ta chuyển sang phần 2. Listen and circle, then say aloud. Lắng nghe và khoanh tròn. Sau đó đọc to lên. Bây giờ chúng ta xem ở đây có 3 câu. 1, 2, 3. Ở number 1, câu 1, con thấy ở đây có A, third. B, first. Ở câu 2 có A có Tuesday and Thursday. B, Wednesday and Thursday. Number 3, A, her class, his teacher. Mời con chúng ta lắng nghe và khoanh tròn. Listen and circle. Page 22, Activity 2, Listen and circle, then say aloud. 1. My birthday is on the 1st of July. On the 4th of July. 2. We have English on Wednesdays and Thursdays. 3. This is her class. Page 22. Okay. Activity 3. Con làm vậy không? Như vậy thầy chúc mừng các con đã làm đúng rồi. Bây giờ mời con chúng ta chuyển sang phần 3. Lesson. Còn trước khi chúng ta lắng nghe, chúng ta đọc một lượt nào. What do you do on? Con chú ý nào. What? Rồi, what? Cao lên. What do you do? What do you do on? Okay. What day is it today? What day? What? Cao giọng lên chút, nhấn mạnh. What day is it today? It's Friday. What do you do on Friday? I go to school in the morning. How about in the afternoon? I go swimming. What day is it tomorrow? It's Saturday. Do you go to school on Saturday? No, I don't. What do you do on Saturday? I go to zoo in the morning. I have my parents in the afternoon. Rồi, mời con chúng ta lắng nghe. Let's chant. What do you do on... 1, 2, 3, 4. What day is it today? It's Friday. What do you do on Fridays?
I go to school in the morning. How about in the afternoon? I go swimming. What day is it tomorrow? It's Saturday. Do you go to school on Saturdays? No, I don't. What do you do on Saturdays? I go to the zoo in the morning. I help my parents in the afternoon. Ok. Vậy còn chúng ta chuyển sang bài 4. Read and answer. Ở phần này chúng ta đọc và trả lời câu hỏi. Trước hết mời con chúng ta đọc cái bài này. Đây là bạn Mai. Bạn Mai tự giới thiệu mình. My name is Mai. Mình là Mai. Today is Monday. Hôm nay là ngày thứ hai. It's the school day. Đó là một ngày đi học. School day. Một ngày ở trường hay còn gọi là một ngày đi học. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Mình đi học vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. I do not go to school at the weekend. Mình không đi học vào các ngày cuối tuần. I go swimming on Saturday and visit my grandparents on Sunday. Mình đi bơi vào ngày Chủ nhật và đến thăm ông bà của mình vào ngày Chủ nhật. Như vậy chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. What is her name? Bạn ấy tên là gì? What day is it today? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Thứ mấy? 3. Does she go to school every day? Bạn ấy có đi học mỗi ngày không? Tức là ngày nào cũng đi học không? Number 4. What does she do on Saturday and Sunday? Bạn ấy làm gì vào ngày thứ bảy và chủ nhật? Bây giờ mời các con chúng ta trả lời các câu hỏi vừa rồi. Number 1. What is her name? Bạn ấy tên là gì? Chúng ta trả lời là her name. Her name. Her name is Mai. Bạn ấy tên là Mai. Number 2. What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy? Con nhìn lên. Today is a Monday. Cái này chúng ta có thể trả lời là today is Monday. Hoặc là trả lời is Monday. Today. 3. Câu 3. Does she go to school every day? Bạn ấy có đi học mỗi ngày không? Thường xuyên ngày nào cũng đi học không? Chúng ta biết là không. Bạn ấy chỉ đi học từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Cho nên ta sẽ trả lời là no, she doesn't. She goes to school from, từ ngày, from là từ, Monday to Friday, vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 thôi. Rồi, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Number 4, câu 4. What does she do on Saturday and Sunday? Bạn ấy làm gì? Bạn ấy làm gì vào ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật? I go swimming on Saturday and visit my grandparents on Sunday. Như vậy bạn ấy đi bơi vào ngày thứ bảy và đến thăm ông bà vào ngày chủ nhật. Ta nói thế nào nhỉ? She go swimming on Saturday and visit her grandparent on Sunday. Đấy,
on Sunday. Và đi bơi vào ngày thứ những ngày thứ bảy và đến thăm ông bà vào ngày chủ nhật. Đấy. Chúng ta thay I bằng her, go bằng goes. She goes swimming on Saturday and visit thêm s vào. Visits Mai thành her grandparents on Sundays. Ok. Như vậy vừa rồi các con đã hoàn thành bài 4. Các con chuyển sang bài 5. Đấy, bài 4 đây là kết quả. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 5. Write about you. Các con hãy viết về bản thân mình. What class are you in? Bạn học lớp nào? Mình trả lời là I am in class. Chẳng hạn như lớp 4A nói nào nhỉ? 4A. I'm in class 4A. What day is the day? Hôm nay là ngày thứ mấy? Chúng ta trả lời is Monday. Hôm nay là ngày thứ hai. Is Monday today. And what do you do as a weekend? Bạn làm gì vào dịp cuối tuần nhỉ? Mình đi câu cá nói nào nhỉ? I go swimming. Swimming. Right. And play sport. Và chơi thể thao. Play sport. Chơi play football. Như vậy các con đã hoàn thành chưa nhỉ? Number one, what class are you in? Bạn học lớp gì? Mình học lớp 4A. I am in class 4A. What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ? It's Monday today. Đó là ngày thứ hai. What do you do at the weekend? Bạn làm gì vào dịp cuối tuần nhỉ? I go swimming and play sports. Ok. Chúng ta chuyển sang phần 6. Project. Ở phần này các con nhìn thấy các bạn làm gì nhỉ? Các bạn đang còn học bài ở lớp. Vậy thì yêu cầu của bài là gì? Interview one of your classmates about what he does as weekend. Saturday, weekend là vào ngày thứ bảy, Saturday and Sunday và chủ nhật. Then report to the result to the class. Và sau đó kể lại cho cả lớp của mình nghe. Như vậy chúng ta sẽ interview, hỏi một trong những classmates, bạn học cùng lớp, về những gì mà bạn ấy làm vào dịp cuối tuần, sau đó kể lại cho mọi người nghe. Như vậy chúng ta sẽ dùng câu hỏi gì các con nhỉ? Ta dùng câu hỏi What? Câu gì? Đúng rồi, ta sẽ dùng câu hỏi là What do you do on Saturday? Hoặc là What do you do on Sunday? Đúng rồi. What do you do on Saturday? What do you do on Sundays? Bạn làm gì vào thứ bảy nhỉ? Bạn làm gì vào chủ nhật nhỉ? Và câu trả lời sẽ là I mình làm gì nhỉ? Mình chơi bóng đá. I play football. Hoặc là I visit my friend. Mình đến thăm bạn bè của mình đấy. Khi các bạn trả lời rồi thì chúng ta sẽ thuật lại bằng câu gì con nhỉ? Ví dụ một bạn tên là Nam, chúng ta sẽ thuật lại nè. On Saturday, Nam goes to the zoo. Hoặc là Nam play football. Hoặc Nam visit his friend. Đó.
Như vậy đây là câu chúng ta thuật lại. Tương tự như thế chúng ta sẽ thuật lại là on Sunday. Nam go swimming. Vân vân. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các con xong phần Lesson 3 của bài Unit 3 What Day Is It Today của chương trình tiếng Anh lớp 4. Chúc các con học giỏi. Còn bây giờ thì goodbye for now.